Chị cứ chờ đi, em sẽ làm bài nhạc con chữ chị. Phải đưa cái mặt nhung ra ngoài. Quay cái quạt qua đây đi. Hôm qua xuống dưới ngồi đi. Không. Trời ơi, cô bội. Mà cục cái này mà quay không ngon nữa, thôi nghỉ việc đi luôn đấy nghe bạn. Cái nước này là hy vọng ở em nhiều lắm. Chị riêng vậy không mày em không có, em thấy chọn chắc này nặng quá gánh không nổi rồi. Chị có không chị quay lại chị quay đi hả? Em cũng sợ ma lắm. Bùm nước đi em. Bởi hết. Đây đây, sập giường, sập giường. Gì mà giường nó chạy á. Khiếp chị ăn đè một phát mà giường nó chạy luôn á. Bự quá. Không mấy cái nữa nhìn chị giống Jin Su trong nhớ. Nữa. Gì vậy mẹ? Trên qua lại. Cái gì? Mình đẹp, che, che hồi đó, má không che sao lấy? Nó đang đòi đơm em kìa chị. Tôi đang cố lấy không được, bực mình đơm 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 đơm. Quánh nhau không? Gì quánh không? Gì bỏ ra quánh. Đang không lấy được một đang bực mình cái đơm 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 đơm. Ê đến vậy luôn hả chị An? Cái này là thỉnh thoảng nó hơi tự nhiên nhặt bụng cho người xem nhặt bụng chỉ coi lại cũng như cái tập không thì có con thì cái nào về trả lời em nhắc cho chị đi thì không phải có cái nào không gì vậy. You can see, you will see. You see, you will see me. You will see that. See that thì du lên YouTube. Đây nói chuyện. So you will see what? Nói chuyện mà chị thấy à? So you see what me? Nó biết đâu này. You will see what my bụng mi. Hello chị, sorry, no sorry. Cười cái đất. What you like it? Dép cho chị, muốn coi bụng chị đó. Nói bụng chị thôi đang đưa lại, bình thường. Có ổng thì chị mới cho em coi biết được chứ. Chị không chào em buồn, hello quốc thái, quốc gì? Quốc hải là cái lỗi luôn rồi, quốc hải thôi. Tưởng UC cái gì, cái UC biết cái gì cho gì hả? Đừng massage nó, ai em nó massage, ai em nặng mụn. Oh no. Nặng mụn đi biết không? Người Tây đó chị nói tiếng Mông Cổ đi. Not is far, ok. Có lấy mụn không? Dạ có rồi, em lấy mụn nhẹ nè. Hành động gì vậy? Đúng. Tôi đã học rồi. Cho em hỏi spa rồi, chị spa thì nó hồi lắm em ơi. Chị chỉ spa hồi lắm, 4,9,2 rồi mới có gì rồi. Đánh chị cái vợt người bổ sung đi đánh em đẹp lắm vậy thầy. Tướng mà đẹp dễ sợ, đẹp nặng luôn. Có nặng tóc không chị, nặng luôn, nhỏ luôn, tạo luôn. Hai thiên su, hai lô xì nè. Lô xé, lô xé. Trời ơi, chị nhỏ sắp bơi dưới là chị đựng hơn em nhiều lắm luôn. Không, mà chị không tóc không hết. Su với lại rosé nó bắt bên từ Nhật Bình mọi người. Nó hết tiếng rồi nó nghe. Cho con này đi chỉnh. Mua ai nhá? Không, cái hai người là ai đó. Cho con này hùng đi chị. Em ôm trên YouTube con chị nha. Su bố tình đó. Chị nói tiếng mà phải không? Em không hiểu tiếng Việt. Chú Thái kìa là bên. Có anh trai càng còn bên này. Hiểu cái bạn thì hiểu cái đăng thai thanh trai cặp thích hoàn. Trời ơi, đăng thai này giỏi em thích nữa chứ trời gì mà giỏi được mỗi thứ tiếng chạy bút là cả tiếng cả hai á. Còn một con nào tiếng lắm luôn. Hai mình sẽ còn quen đúng vậy. Samanica rồi. Samanica. Được bôi lúa đi ông nha, rồi đóng coi bôi lúa nha. Cái phim bôi lúa là phim dây á. À vậy hả? Hai chị về sao em biết? Vậy là em có coi lỗi luôn không? Coi cho rồi. Coi cái màn này nó qua nó coi liền. Qua Lạc Long, Lạc Nhi, Lạc hơi nhiều vậy. Rồi bắt xa dữ được chị rồi bắt. Em thôi là I think you beautiful. Yes, she beautiful girl. So sexy girl. Không biết. Đồ ăn của châu Á thì đâu ăn rất sâu. Tôi lúc nãy là đang nấu tới bộ là một viên chương trình gì đó. Đúng rồi, khoan, đó vô vậy nãy là em nói đúng rồi đó. Lát uống anh nấu xong tiếng Việt với chị Kimochi. Tôi cho y cưng hả? Vậy là Tekidasai hả? Chị biết ghê vậy? Vi xem phim Nhật nhiều à? Không nha chị, em nghe đã nói chị có phim Nhật chị có biết mấy từ mới đó rồi. Hello Mai, hello Kiệt Mai, hello Kiệt Mai. Ồ, chị nghiên tư luôn Kiệt Mai. Hello. Chị có thể giúp em giải quyết. Cũng còn gì cha. Cũng còn gì em. Được hết. Được nha. Đây, cảm ơn baby. Chị em kìa, chiều khách muốn đi. Nên chị Xuân Nhi nha, Xuân Nhi 008. Ok Xuân Nhi nha, Xuân Nhi. Xuân Nhi. Bọn thằng này rất là chiều khách nha. Con chỉ thì chị háo nha. Lẹ quá. Khổ không? Được không hả? Tôi cho nên tôi đau khổ với chị. Tết nhưng mà có làm không? Tết nhưng mà có làm nha. Chị có người yêu tôi chưa? Tôi muốn thành tầm chị hay được chơi. Tính chị yêu. Chịu luôn nha. Cái gì mà mất hồn mới đã hết hồn. Tết em về Việt Nam chị dẫn em đi nhà hàng nha. Ok nha. Mà trả tiền nha. Chị dẫn em đi thì được rồi đó. Nhưng mà em phải trả tiền nha. Chị đi ngủ đi. Rồi dễ ngủ luôn. Cứ làm chi chị tỉnh cái bay. Có người chị tỉnh rồi nha. Đi ở đâu rồi? Đi nhà ở đâu thấy rồi. Mai thứ bốn chị nha. Không biết đâu. Cái con có. Ôi ôi chị mà sao hỏi tôi. Vậy chị không có được đâu. Cưới em đi chị, cưới là cưới con nha. Chị cười đi chị rồi. Cười đi. Sống với sợ nữa. Bạn nữ như bạn nữ trang nha. Năm xì, chị khoảng 5 xì. Bạn nữ trang nha. Nay đông dữ, đông nào mọi người. Đông. Rất là đông nha mọi người. Chị có phải đi chị đánh chị cái bên đi chị gọi chị là em. Những tờ quánh tay được hoài luôn á. Mai xin anh như quên thì ta. Được là mai cho bé này nhé. Tôi cũng muốn đi Thái. Người coi kìa cậu. Đợi ngoài ta tới nhà mấy người coi. Mai mai rồi. Ít rồi đó. Chị ra ở đâu? Chị ra ở Hòa Bắc. Chị đi ăn đi. Chị ăn đi. Chị ăn cái gì? Chị nhai đậu làm cái gì? Chị ơi kéo áo xuống đi. Làm chỉ một lần đi cả nhà. Coi nè. Bộ lỗi rồi. Bộ dễ dãi. Và 2 điểm mình coi kìa. Em là bị của hắn không có thời gian qua rồi đó. Kêu chị đi. Cái gì đi quýnh. Bớt chị đi muốn lại với chị. Chị đi ai? Ừ. Ủa? Bé là bé này ta. À. U là trời. Cái u là trời. Chưa thấy cô đẹp nhảy bao giờ. Vẫn có giỏ rồi. Ai em? Lê, Tô, Lô, Vít, là gì bà? Bé khoa vậy? Khoa dịch của chị biết không bà? Thằng bé luôn đây là trời. Thằng này hơi bự. Chị cho em xin địa chỉ 347 tính sẽ ra 2 thêm lại dị hóa. Hai đứa có thể nói gì cho chị hiểu được không? Sao em chị bị nổi mụn có vấn đề gì không chị? Do cái kích cầu của mũi nó mà còn hỏng em. Ông làm bác sĩ về họng cũng sợ ke đấy em. Nghĩ đi, đi hát đi ơi. Ok, qua đứa em nha Phát. Em chờ lại lại nha. Nghỉ luôn, mới làm ngày đầu tiên nghỉ luôn. Em cũng muốn là chị lại cộng kinh gian. Nghỉ luôn á. Kinh gian lên chị mừng, chị nói có chút ngọt quá. Đi có ngày trời tới rồi. Có gì đâu mà sao? Số lượng việc. Người ta đi hả? 40 ngày trời, người ta bắt dây đòn từ ở Hà Nội tới vô được. Ở Mỹ Yên quá rồi. Chị bơi, chị bơi. Em nói gì vậy Hải? Cái đầu em có tóc cái sao chị? Không, cái nói tên kia. Chị nói muốn thì cái tóc chị có sao? Được chứ? Em sắp chanh là chị dễ hả? Chị ở Tiền Giang nè em. Chị rơi Tiền Giang nè. Chị nghĩ là chuyện thân của em đây. Phát em làm gì đó Phát? Làm gì đó Phát ơi? You look really good. Đâu em ở đâu rồi đó? Toàn mụn to đùng luôn ý. Dịch nửa lên xíu đi không? You can be Vietnamese. Hai đứa này nó tiếng không hiểu gì thương. Ê, ba mình hỏi em. Ba ở nước ngoài rồi. Con nghĩ sao về chị thôi. Em như lũ là 18 tuổi cũng có mình luôn. Như lũ là hả? Chị đến chị thấy coi đi chị. Em bên YouTube coi thì nhiều màu này giờ nó tìm được TikTok của chị vậy không á hả? Trời ơi mình, vậy mình coi YouTube làm gì? Mình coi TikTok của chị làm vui hơn. Đá chị Hoàng, cái chị hơn chị không thích. Trời cho mọi người hơn. Còn đâu hiểm thiệt á. Để chị thì còn được có mỏ chị livestream mà. Mày muốn chị ăn bóp thương cái mỏ này nè. Cho Cường xin đơn qua ông Trần Hội. Hội Cường. Chắc là Hội Cường. Hội Cường. Xin liên quan gì? Liên quan ai? Spa chị ở đâu? Spa chị ngồi Bắc thì mọi người 479-22 mình có chị từ 5 rồi đó. I just look for an Instagram. I just look for. Đang với bạn gái người Đông Á. Không phải hỏi gì em nói đâu. She from in Campuchia. Hello chị. Hello chị. Hello Duyên. Hoàng Duyên hả? Chị ơi, chị Duyên đi. Chị ngồi đó, chị cũng thích em rồi đó. Tới em. Lại là đúng rồi, đâu phải ai cũng muốn coi điểm nhan sắc của mình đâu mọi người. Mi biết du là the best đúng không? Đúng không? The best. Ai the best? Ai the best? Em thấy em chị xẹo, em ta xin của người kia thế nào? Chị thấy không? Cái đó không ổn em. Em chị xẹo là thấy rằng cái biện pháp lên tim hay kim đồ nó ổn. Chứ mà còn hoa thì nó còn có thuốc bị không nghe. Rơm ở bé của cha. When you marry me? Sao bà bò? Chị follow rồi là trời, ông cũng follow tôi luôn á bò. Thì phải không biết ơi. Không biết ơi. Quen. Chị nói tiếng Mỹ qua hả? Chị nói vậy mà có người Mỹ quá chứ không? Cái em ấy anh thấy. Los Angeles. Em bắt em nó Korea. When we meet now, come here. I can. Quay. Anh em quay. Ông muốn gặp chị cũng muốn gặp ảnh của em. Ông có cực khổ đấy em. Lấy cái thận của chị. Quay gặp lần sẽ mất 2 trái thận. Có khi nào ông dụ chị để lấy 2 trái thận em như vậy á? Nhìn gì kiểu chị dạy dụ đúng không? Chị kiểu khỏe quá, phải chơi 2 trái thận như vậy. Chị em nói với anh quá chị quên chúng ta thôi. Một lần bên chị lấy một lần bên anh Huy mà cứ sợ sao cứ như cũ như chị không ấy. Một lần lấy một bên chị là 300.000, 300.000 em chạy qua chị lấy thử thì nó sẽ khác với chị lấy thử em lấy thì nó khác lắm. Oh sofa nó đang gần hơn, đúng không Khoa? Chị nào Khoa về Thái Lan? Không biết chị, không biết chị qua Thái Lan em chị gặp em nha. Sắp đâu vậy chị? Sắp ở ngõ 49/2 đường Phan Thiết của năm ngoái nhé các. Cô quý thì chị có chị ngồi được luôn, chứ còn các học sinh trên các khu nhà sẽ có đồ rồi mà bị món nhắn tin như vậy nha. Dép lót không hiểu nhà. Không nghe đi. Em như chị mặc khẩu trang. Được của chị cũng có đẹp đúng không? Mỗi nó bắt hồn nó đi ngủ không chị? Không em ơi. Không nhớ ơi. Nó chị đi làm mụn thôi hả? No. Ai nghe rồi đấy. Bao giờ xin tiền không ha? Dịch cho chị không ha? Dịch mẹ không ha? Để cho ông nói là chị có nghĩ tiếng Anh nên chị phải suy nghĩ lâu. Cô hả? Ai? Ông nói cũng chưa bao giờ thì cô nghĩ thôi. Trời ơi, thêm một lần người à. Ổng là gì? Ủa rồi, không về Hoa Kỳ rồi sao cưới đi? Làm sao mà marry me được? Chịu được không em? Cần nghỉ không? Này, mụn này. Không răng khoe chị không có xăm lắm đâu em ơi. Đây là xăm ke nha. Mình mất Hoa Kỳ rồi, Mỹ Tho. Bạn muốn hết không? Vi Mỹ đúng rồi, Vi Mỹ Mỹ đi ngắn, Mỹ dài còn Vi đi ngắn. Đúng rồi. Nhúng nước bông kia ơi. Ừ. Bụng thì em chị được nha. Giống như là bị sẹo mà nó bị sơ sẹo rồi thì mình phải làm mấy cái biện pháp khác đó. Như là laser rồi á, mà em chưa có máy làm á. Còn mà sẹo mới thì em làm được. định lên điểm hay sao hay là hỏi để hỏi về sản phẩm? Cái đó là anh chưa biết tính da lợi đó, anh cứ chụp hình da nữa lên em đi rồi anh coi da rồi anh nói anh nha. Rồi cái sợi đã nhờn không? Nhờn anh biết không? Cái sợi đúng rồi đó, sợi đã nhờn không? Được anh chút thuốc lên nó cũng sẽ ổn. Nhưng mà cái đó thì anh đi nặng thì nó sẽ ổn hơn, thì nó hết chân nó sẽ không có bị viêm lên, bị cái tự viêm mình phải xẹo mình. Em biết chỗ anh nó có xe bán không mà đi nặng gần nhà đi chơi nó chết. Chứ là em sao rồi? Đâu anh cứ xảy ra đôi với em rồi anh gửi cái hình qua đi em tư vấn không? Thôi em đang làm gửi đi em. Để thôi nha ha. Gài ở lần hả? Người đỡ hình mình lại đi coi video hả? Không sao đâu, em có đăng hình hay làm gì đâu, đừng có lo, em đổ luôn về làm về đi. Tỉnh khách lên đây. Dạ, em có đăng đâu nữa. Vì đã trả lời với mọi người đây mọi người. Đây có thấy mình không vậy? Đây nó không nóng. Alo, thấy bấm cái 1. Thấy Anna bấm cái 1 mọi người. Còn không thấy bấm cái 2. Còn cái 3 là Anna nhảy vào lại cho mọi người coi. Bác có thấy gì không? Giờ cái bụng mà giờ cái lưng giết tuổi già dạ không chị quá trời cha mẹ cũng chắc mệt vừa quay mệt vừa nặng rồi nó mệt nữa mệt vô lại em nhìn khoa em bắt lát chưa bé thì biến đi sầu. Chị ơi sao chị? Chị ơi sao chị sầu quy man là gì vậy? Chị ơi sao chị quy man là gì? Chị Hà nè. Chị Hà nè. Chị Bimi. Xinh đẹp á. Cảm ơn Khoa, nó hiện nó chơi Khoa. Thôi vậy thì còn mai giao đi nè. Bimi có gì ngoài được gì nữa? Được tấm không ngon phần tủ. Đây là ế. Bimi mất nè. Không bỏ mất nè. Không hề ế luôn. Thế người làm sắp nè. Thế người làm sắp mình được. Đúng rồi, là không xóa luôn mình ngồi. Thôi nên em đi vi Mỹ. Nếu mà đó vậy là người ta tưởng thông minh. Nhất là vi Mỹ tưởng thông minh. Biết đá chị giờ tiếp đi và sắp đi và đi mẹ bye bye. Chị xoài mà muốn nói tiếng Greek mà nói tiếng Thái cũng được. Nói gì cho người Việt Nam hiểu được không? À nói tiếng Thái hả? Xoài ma hả? Xoài ma là gì? Rất là giỏi hả? Dép vi Mỹ. Tê tái rồi. Cô lên mụn quá nhiều. Đấy về nhẹ cái mặt luôn á. Sao 3-1 nữa rồi? Ra 1 gì chị? Rồi. Không có hiểu đâu mà. Anh can't cook. Biết đâu mà, không biết đâu mà nè. Thấy ngon nhiều. Biết you like it. Thế rồi ăn không? Định vậy là sai đây. Tết Tây có đi chơi không chị? Tết Tây chị làm nha, qua Tết chị mới đi. Can you cook Nana? Yes, I can cook very. Rồi xong. Chị Thái là chị dịch đi chị. Chị Hai ra đẹp quá. Chị làm gì em cho chị 100 triệu. Ok thôi. Ok nha em. Tết chị có đun rồi nè. Cái này chị đun mỗi ngày luôn, chứ không phải là cho Tết nha. Đừng như là anh tìm mua ở bé. Look, I don't hide it. Em đang nói tiếng gì vậy Hoa? Có thể chị hiểu được không? Ủa, Nguyên ơi, sao em không có nói chuyện gì chị? Em dưa sức chân. Rồi em dưa làm ai? Em dưa làm ai? Tới đây em làm đồ ăn qua nhậu. Tới đây em làm đồ ăn qua nhậu để hứa đi. Tới đây mẹ không đi chơi với bồ hả? Đừng vô quan kiếp. Ô, nâu luôn. Trời, chị Vy đẹp quá, chị em xin 100 bát. Thì rất khen đẹp chứ rồi xin tiền người ta gì trời. Nhìn mặt chị không có tiền nữa mà Khoa. Đẹp đấy chứ không có tiền em ơi. Ông hỏi chị muốn có con không? Chị em rồi muốn có con. Chị biết mà, chị biết mà. Mấy cái từ đơn giản nó chị hiểu mà. Buồn thấy đúng rồi chị đẹp không? Chị quay cái đúng. Cái đúng đẹp thì nó nghe thôi. Đẹp không? Đẹp không? Em biết đẹp chỗ nào luôn á. Tưởng điện nào hay là già nào không? No. Yêu ai con trai. Có thấy người giàu nghèo không? No. Ai hả? Đu du 18 cm. Trắng trợn. Cười khóc vậy. Cũng được, nhìn qua bên đây đi em, có động lực. Em nghĩ em chị lên lớp rồi đó. Nhưng mà hỏi là có nhạc bánh mì. Bánh mì. Rất là đẹp quá. Mỏi lắm rồi đấy. Bao nhiêu mà ta chị em chuẩn bị đi Los Angeles người ta đang mệt muốn chết hai ngày đấy. Lại đấm cho phát luôn, thật luôn á. Đúng không? Mình thì đang mệt, đang đau. Bluetooth là iPhone 13. Bluetooth là iPhone 13. Ủa iPhone 13. Tụi đi ra hết rồi nè. Kêu nó được rồi điều kiện thôi. Chị nói gì ha? Nó nói chị sẽ đẹp đúng không? Nó chị bé sạc miếng, chị vui. Ủa cái này lẫn hết luôn chị hả? Ai cho mày không mang những cái từ mà chưa có không cho phép gì. Nhưng mày khen chị đẹp chị. Chứ có đâu có hẳn mà. Ủa là em nói là cái tay em qua bên chị đúng không? Ha? Qua đúng không? Để biết chốt kèo nè. Câu là gì? Câu là chóng mặt luôn rồi dạ. Nghe đi. Mệt quá. Nghĩ thì mình đừng có tắt nha. Em quay vòng vòng với nha chút xíu nè. Nó khen chị đẹp. Trời anh ấy đã ra khỏi cuộc đời của chị. Uống là trời vô lại rồi mọi người ơi. Uống là trời. Chả phải biết kẹt. À qua nhà em làm ngồi nhậu thôi vậy hả? Qua nhà em hả? Qua bên quán em đó hả? Để chị coi đã, tới rồi tính. Coi gần đó, để bữa đó tẻ tẻ thì chạy qua. Còn nếu mệt mệt thì chị thôi. Em cho ăn lê lết. Em cho ăn lê bòn lết gì hết. Chịu sợ hữu rồi. Cái sợ hữu đó. Nghe cái sợ hữu nó đi ra hết. Bữa nay đi đâu? Bữa nay em. Cái tay. Cái tay có ớt không? Không ớt. Không ớt thì nó đi ra. Không chịu đứt. Đâu vô mua đồ. Đâu mua đồ này nhà làm vậy hả? Nhưng mà bữa đó em không có đi chơi với bồ hả? Quá. Ủa tay điêu hồi nãy em rồi đau khổ quá rồi ngủ thì chị quay hậu chơi vậy mà không chịu đỡ buồn đúng không? Trời ơi, thôi mới tới rồi, mới đây hạnh phúc mới mấy ngày đều mà đã chia tay rồi, buồn quá rồi. Bởi vậy cảm xúc đó thì đâu có được cảm nhận đâu, khi đùa cùng em, với anh, không đùa nữa. Gắn còn nhiều, bây giờ thì gắn còn nhiều lắm. Còn em là anh Phát. Anh Phát ơi còn em nhiều. Em mới cất sẵn cái này qua chở em ra chơi rồi. Làm tóc mà định xế. Không, bữa đó chị đâu có nghĩ đâu, làm như tối mà. Bữa đó chị không nghĩ đâu. Bữa đó làm mà. Thì bồ mình làm tóc thì tao cũng làm spa chứ. Rồi mày nghĩ chị ảnh nó hay sao? Thôi chị tắt live stream nha mọi người. Nói nhiều, khách biết đầu mà. Chị cũng chắc nước nha. Làm sư cô đi chị Ly. Chị tin một Vi, chị Vi nha. Vậy ai làm sư cô? Ok. Rồi tắt nha Thái. Bye bye. Nói chuyện sao nha mọi người. Bị mặt nhiều mũ này khó chịu không? Khó chịu. Thích nặng cái mặt luôn đó hả? Ngoài nước sôi nữa. Đầu em bị hói chị em. Đây đang bị hói. Thì tóc lên nó sẽ kéo cái đầu mình ra lên. Cái bà để máy chị. Đúng. Hồi xưa tóc chị cũng vậy mà. Nhưng mà cái vi để má chắc nó không hợp. Xấu lắm chị. Không làm để má không hợp từ. Nhưng mà em không hợp với để mái. Để máy bay ấy. Trời ơi, nó ngọt. Sắp xong rồi. Em về phải cứng nhắc thôi. Chóng mặt luôn kìa. Cố lên em, sắp xong rồi. Một ngày mà hai khách như này là thôi, nghỉ luôn ngày. May em đi hôm nay chứ em mà đi hôm Chủ nhật này thôi chắc ngồi khóc luôn đó. Em vẫn có một quả, không phải. Tính nó một khoảng da không có mụn mà nhìn lại nó vẫn có mụn nha. Đây mờ mày. Mình không rõ mình kể lại. Không được cái này. Nhìn lại thì cái mụn em nó không chừa cho mình. Đi xuống khúc này ha. Cắt cái này, cái này. Còn là tôi xong rồi. Sao không? Sao cho mình lấy chè? Còn mấy cục bên đó. Sao vậy? Vậy để xem. Chịu ở đây luôn ạ. Này, này. Này. Quay vào đây này. Cái gì cái mặt vô vậy? Quay đây nè. Từ từ. Rồi thấy nè, thấy không? Từ từ bóc kết lâu quá rồi thấy. Dạ thấy rồi. Dạ, tôi biết rồi. Sao không bị chửi? Thật luôn á, bà sao chị không chửi?